Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thánh Nerdia. Trong video chia sẻ hôm nay, chúng ta cùng nhau đến với một dự án liên kết giữa Notcoin và Doge. Thì các bạn chia sẻ bước này thường là hơn 2.000 tỷ token Doge. Tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video. Chúng ta sẽ chat ở bot Telegram. Ở đây thì mình sẽ sử dụng máy tính để mình làm. Còn nếu mà anh em mà chúng ta có thể làm thì có thể làm trên điện thoại cũng được. Pool anh em thấy là có 2,7 tỷ token Doge, và nhiệm vụ thì các bạn thấy nhiệm vụ nó là dễ thôi. Trước tiên là các bạn sẽ set, ta có thể set cái này ở cái bài này, là ta sẽ copy link này, ta set ở một số nơi anh em mà cảm thấy ok. Ví dụ là thế, anh nhớ đi cái này thì mà set cho bạn bè cũng được đấy, ta có thể set cho bạn bè cũng được. Rồi bây giờ các bạn sẽ làm cái đầu tiên đi, collect collect wallet. Ta mở ra. Cái này thì mình sẽ dùng ví ở trên điện thoại mình kết nối qua cái mã QR. Còn anh em tiền vào xin ở đây thì có thể là kết nối máy tính cũng có cái tiện ích, nhưng mà chắc không kết nối bằng tiện ích được. Thì mình sẽ dùng điện thoại mình kết nối nhé. Rồi, bây giờ mình đang kết nối đó. Đấy, kết nối ví thì bước kết nối ví đã thành công rồi nhé. Chúng ta có thể ấn nút con tin. Sao thế? Này có khi phải làm trên điện thoại mất. Rồi, tiếp theo là bước chúng ta sẽ join vào kênh Doge này. Đấy, Doge rồi, kênh Doge rồi, confirm never. Test chưa hoàn thành. Rồi, chúng ta có thể yên, tức là anh em cần phải ít nhất phải đạt được cái mức level là browser level, mình cũng chưa biết như thế nào. Tốt rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục ở phía dưới đây, đó là support driver folder, support cái nhân vật folder của bên Terra, vì ông ý đang gặp cái sự cố ấy. Nên ta sẽ thêm cái từ khóa free và cái username free, làm sao mà copy được đây nhỉ? S, ok, cứ ấn vào đấy. S emoji status. Đây, các bạn có thể ấn nút add nhé. S, rồi ok. Rồi S dog avatar. Rồi avatar dog. Ok, chúng ta nút join đi. Join đã. Rồi bây giờ save port ở trên Twitter nữa. Twitter nãy giờ bị nát, để có thể là anh em sẽ không save được. Ta vào join community. À kìa, cái dự án này cũng khá lag luôn. Rồi rồi, anh em thấy là không save được, đúng không? À, giờ mới được này. Nãy giờ not ít còn not được đâu. Ok, giờ thì chúng ta có thể back lại. Đây, thử nhá, cố gắng thử, không biết có được không. Không biết là sao để được cái browser level này. Mình thực sự là mình không biết là kiếm cái browser level này ở đâu, do Raffle thứ này mình không rõ thật sự. Cái này thì chắc dành cho anh em thôi, còn cá nhân mình thì chắc chỉ share để anh em ra làm dự án, thì đến được bước nào thì anh em thông cảm. Đến bước đấy chắc là các bạn phải cố gắng làm được cái browser level này. Đấy, thì cái này thực sự không biết, nên là mình không biết chỉ anh em thế nào. Đấy, nếu biết thì mình cũng sẽ chỉ cho anh em, mà hiện tại là mình chưa biết cách nào để có thể đạt được cái mức level đấy. Thì anh em chúng ta cố gắng ta làm nhé. Bây giờ thì chắc mình sẽ chia sẻ với anh em video hướng dẫn đấy. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn video tiếp theo.